Xin chào quý vị anh chị cô chú, quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay Viết Phú ấy có một cái sản phẩm dầu nấu chiên không dầu 5,7 lít, hay gọi là 6 lít đấy, loại 5,7 6 lít đấy. Thì hãng là của Womia, anh chị chơi Nhật Bản. Đây là một sản phẩm của thương hiệu đến từ nước Mỹ, và tất nhiên là sản xuất thì tại Trung Quốc. Bây giờ thì 99% sản xuất ở Trung Quốc rồi, đối với những cái hàng giá rẻ nhé, chứ không phải là hàng tất cả đâu vị nhé. Đây thì em không dám nói nhiều hàng giá đắt thôi. Ở bên này có giá ví dụ của một số thằng như Panasonic, Philips giá lên tận hơn 17 triệu bên này ấy. Thì nó vẫn có sản xuất của Nhật có, nước ngoài có. Tuy nhiên thì những cái sản phẩm giá rẻ như thế này thì em mua bên này thì sản phẩm này chỉ có tầm 1,5 triệu thôi, 1,5 triệu bên này nhé quý vị nhé. Chưa bao gồm cước phí phí vận chuyển ấy, vận chuyển nó tầm vài trăm nghìn à, về đến chỗ em này. Thì nhưng mà cái này thì em không phải là em đi mua xe, mua mua đặt online mà là đi tận nơi mua. Này thì đây có phiếu của Costco đây, là một cái trung tâm bán đồ rất là nhiều đồ tươi, đông lạnh các thứ, rồi các sản phẩm hoa quả nhập khẩu, rồi các cái đồ nhập khẩu khác. À, thì em đi vào luôn cái câu chuyện tiếp theo. Đây là một cái sản phẩm ạ. À, giờ em còn nguyên siêu chưa kịp bóc này, về em chưa bóc nãy, về em nãy giờ em chưa bóc 12 chức năng nướng. Cái này là 5,7 lít có ghi ở đây, lấy được 80% dầu mỡ chất béo. Đây, nướng đến 200 độ và công suất của nó ghi là 1.400W AC adapter, là power supply là 100V 50 60 Hz. Về Nhật thì có hai cái tần số điện, miền Bắc thì là 50 Hz và miền Nam là 60 Hz. Đấy, có một khác biệt một chút như vậy. Đấy thì ở đây có ghi đây quý vị, Womia là ở cái địa chỉ là Brooklyn ở USA nhé. Ngôn ngữ đi kèm thì nó có tiếng Anh, tiếng Spain, hay tiếng Nhật, tiếng Trung. Đây là cái công ty bán hàng đại diện ở Nhật. Ở mặt trên thì nó có một cái đĩa gà, cánh gà quay rất là hấp dẫn. Bên này thì là gà nướng, mực nướng gì đây. Đấy, các cái thông tin bằng tiếng Anh rồi tiếng Nhật đi kèm. Có 12 chức năng nướng này, lau chùi dễ dàng này. Rồi có hiển thị bằng màn hình LED này. Đấy, là loại như vậy đó. Bên này là mặt bên này thì có các chức năng nướng như. Ở đây thì người ta có nướng ở hoa quả này. Đây này, sấy hoa quả này. Sấy phải nướng nhỉ. Đùi gà, đùi vịt này. Gà vịt này, khoai tây các thứ ấy. Ngũ cốc, rau đấy thì có nhiều cái chức năng. Trước đây em cũng có giới thiệu một sản phẩm khác trên thị trường Nhật Bản, những cái đấy thì 3,5 lít, cái này thì to hơn, giá đắt hơn một một ít. Đấy thì em sẽ khui siêu và mở ra quý vị cùng coi. Tất nhiên là cái này thì made in ở China nha quý vị nhá. Đây có ghi made in China, sản phẩm thì của USA trên thị trường Nhật nhưng mà sản xuất tại China. Đấy, nó có đi qua rất nhiều nước đấy. Em sẽ mở sản phẩm này ra review cho quý vị cùng coi. Hàng mới 100% khui siêu nha quý vị nhé. Đây có quay sách ở bên trên này. À, phần này ghép vào phần chỗ cái đĩa gà bên trên rất là tải luôn. Đấy, sắp xếp rất là chắc chắn. Trong hộp thì có cái giấy đi hướng dẫn sử dụng đi kèm này, logo và cái gai đi kèm quý vị. Đây em nhắc là để trên này bóc hai cái băng dính hai bên người ta chắn khi xuất hàng. Nên còn nguyên tất cả luôn. Giờ em mới bóc ra và review cho quý vị cùng xem luôn đấy. Em chưa đi làm, đi coi, đi mua về mà chưa xem được. Đây là bên trong. À, rất là to. Để nguyên được một con gà ăn vịt nha quý vị nhé. Ở trong lòng thì nó có hai cái đế này quý vị, một là cái kiềng ở dưới, hai là cái tấm này ở trên, thì có thể là sử dụng cho hai cái chức năng, ví dụ như là khi mà quý vị chiên những cái mà nó không quá dày nhưng mà dầu nó nhiều thì ta để như này. Còn khi mà ví dụ chiên bỏ con gà vịt vào thì để như vậy thì chắc là không để được, tháo cái này ra rồi bỏ cái này không thôi, dầu nó sẽ nằm ở dưới này. Cái này nó vẫn khoảng cách hơn 1 cm, dầu sẽ thoải mái nằm dưới này.
Đấy, cái này chắc em cũng sẽ ít dùng, cái này bị mất công thao đặt thao vào ấy. Ở đây thì lại có bốn cái cao su và bốn răng bốn đầu, khi lúc vận chuyển nó người ta bỏ vào nó tránh cái phá quệt đấy, bỏ vào như vậy thôi. Đây có một cái nút không giống như cái kia, có cái nút nhấn ở đây để nhét vào ra, cái này thế là ấn vào thôi. Cái dòng này thì cái quai người ta làm bắt ốc gắn liền luôn. Cái nút nguồn này nó sẽ hiện lên các chế độ này. Air fryer là trên không dầu nhé. Rồi các làm bánh, làm gì đây, đủ các thể loại luôn. Lượng bánh rồi là lượng cái que như kiểu KFC hay bán này. Đùi gà rồi cá rau làm khô ra. Rồi giữ ấm này. Gì đây này, nhiều loại quá em không biết hết. Đây gì đây này, hai cái nút điều chỉnh nhiệt này, 198 200 này, heat free heat này. Chỉnh nhiệt đây dành cho cái chiên không dầu, người ta sẽ làm cái nháy luôn, đèn nháy rồi cái này nó nháy luôn, thì đèn sẽ chiên kia ở đây. Và đấy thì ấn vào đây thì nó có cái time và temperature này, thì nó có một lấn ra chỉnh giờ thời gian mình ấn bao nhiêu giây phút, một gắn nữa là xem nhiệt độ đấy, nó tiện lợi. Màn hình hiện thị sắc nét bằng led như quý vị nhá. À, gì? Đấy cảm ứng luôn đấy. Đấy để em sẽ thử quý vị cùng coi ạ. Ở đây là có cái con vịt này, thì em đã cắt một nửa đây quý vị, một con này nhiều quá, hai người thì ăn không hết, thì em một nửa để ướp để chuẩn bị nướng. Cái nồi to này thì một con vịt bỏ thoải mái quý vị nhé, một nửa nó chỉ tính em bỏ vào đây quý vị cùng coi, nó chỉ là một góc thôi, chứ phải ba nửa như này thì vẫn bỏ vừa đứng được. Đây quý vị, nó chỉ một con vịt, là một nửa con vịt to ấy, mà nó có từng này thôi, nó còn rất là rộng, nên để được hai phần như này nữa, nó thoải mái. Để em sẽ nướng con này, ấn lên nó sẽ hiện ra các cái chức năng quý vị ạ. Thì đây có làm bánh rồi nướng cá rồi làm hút ẩm trái cây, sấy trái cây, cái thứ có hết. Em chọn trên không dầu thôi, air fryer thôi. Nhiệt độ em chọn 200 độ, ấn vào đây chỗ temperature và time. Đây là sau khi nó quay được 5 phút nha quý vị nhá. Em tháo ra để kiểm tra xem cái mức độ nướng như thế nào. Và để tiện màu như này là rất đẹp rồi. Nó sẽ trở cái bề mặt nó đi để quay tiếp với phần bên dưới. Để này thì bên trên này nó cháy, mà bên dưới nó sẽ không không chỉ, nó không được đều. Sau khi em quay thêm 10 phút đây quý vị nhé, thì tổng là 15 phút, vịt nó vàng như này rồi, dầu vẫn đang còn róc rách nhỏ xuống. Thử ở bên trong xem là nó đã chín hẳn chưa, không thì sẽ quay thêm một vài phút nữa để cho nó chín ở bên trong. Còn nếu chín rồi thì ok, các bạn là ok rồi đấy quý vị. Em sẽ quay thêm, lật lại mà quay thêm 5 phút ở phần dưới, về đây phần ức và phần đùi nó hơi bị dày. Nói chung thì như vậy là em thấy rất là ok rồi. Mỗi 15 phút mà đã quay được nửa con vịt nó vàng chín như thế này thì chất lượng có thể đảm bảo được là ok chuẩn. Đấy, thì em xin phép quý vị kết thúc video tại đây. Em sẽ làm xong cái phần này và đánh chén. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video và ủng hộ kênh trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.